Rồi, xin chào anh em. Tiếp tục cái series hướng dẫn anh em mới học chụp hình bằng trên cái máy ảnh số. Thì bài hôm nay chúng ta nói về các cái chế độ đo sáng. Rồi anh em chụp hình chắc là nghe rất là nhiều về hai cái từ đo sáng, rồi đo sáng điểm, đo sáng trung tâm, đo sáng toàn khung gì đó. Thì trên máy anh em có ba cái chế độ đo sáng cơ bản. Thì trước khi chúng ta bàn về các chế độ đo sáng đó như thế nào, sử dụng làm sao, thì chúng ta hiểu về cái cách mà cái máy đo sáng ở bên trong camera này nó hoạt động. Rồi anh Nhật Anh quay video kêu là vuốt tóc lại cho nó đẹp trai. Ok ha. Rồi anh em nhìn thấy trên màn hình, người ta gọi là cái thang mức độ chám của một ông Adam Hussein, ông nghĩ ra. Anh em biết là cái cơ chế hoạt động của máy đo sáng trên máy ảnh là gì? Dĩ nhiên là nó sẽ ghi nhận ánh sáng. Cái nguồn sáng là đèn hay là mặt trời sẽ chiếu vào trong một cái vật thể hay chủ thể chúng ta chụp. Và cái vật thể tùy theo cái chất liệu phản xạ sáng của cái vật thể đó hắt cái ánh sáng vào trong, đi qua ống kính, và cái máy đo sáng sẽ cảm nhận được. Rồi sau đó nó mới tính toán là cái máy sẽ chọn khẩu độ ống kính bao nhiêu, tốc độ mần trập bao nhiêu để cho ra đúng sáng theo như là thuật toán nó tính. Thì như vậy là chúng ta có hai cái câu chuyện ở đây. Thứ nhất là máy ảnh nó sẽ ghi nhận ánh sáng, tức là nó ghi nhận cái tương phản sáng tối. Nhiều ánh sáng thì là nó trắng, ít ánh sáng thì nó tối đi. Như vậy trong một cái khung hình có những cái chi tiết rất là tối, đen nhiều, và có chi tiết thì sáng nhiều cho nên nó phần trắng nó nhiều, thì máy ảnh nó chỉ cảm nhận, chỉ hiểu, chỉ ghi được là trắng và đen thôi. Chúng ta coi trên cái thang độ chám, ta thấy là từ 1 cho đến 9 không có nghĩa là đen 100% rồi, 10 có nghĩa trắng 100% rồi. Từ 1 đến 9 là từ độ chám ít nhất cho đến độ chám nhiều nhất, chúng ta chia thành 10 cái thang như vậy. Thì máy ảnh sẽ ghi nhận cái cường độ sáng đó, cái độ tương phản sáng của các cái vật thể trong cùng một cái khung, và nó sẽ tính toán làm sao mà cái ảnh của chúng ta từ cái chi tiết đen nhất cho đến sáng nhất nó hài hòa. Có nghĩa là toàn cái khung ảnh nó đen quá đen hoặc là nó quá trắng, nó hài hòa giữa trắng và đen, chúng ta gọi là cái 18% độ chám đó, vùng zone 5. Các nhà xuất họ đều dựa trên cái nguyên tắc đó để họ làm cái hệ thống đo sáng của máy ảnh. Dĩ nhiên là máy ảnh nó sẽ tính toán cái độ chám hài hòa, nhưng mà tùy theo cái chế độ đo sáng ở trên máy ảnh nữa. Ta có ba cái chế độ đo sáng, anh em nhìn trên ảnh đây, thì ở trong cái menu của anh em tìm đến cái chỗ metering, tức là cái mục đo sáng trên máy ảnh chúng ta chọn vào. Ở đây thì đó, mình chọn vào đây metering ha. Ok, chúng ta thấy là có ba cái chế độ đo sáng chính. Thứ nhất là matrix metering, tức là đo sáng toàn khung, chúng ta hay quen gọi là đo sáng ma trận. Cái thứ hai là đo sáng center, tức là đo sáng vùng trung tâm của cái khung hình to, thì đo sáng một cái diện tích ở trong vùng trung tâm thôi. Và cái đo sáng thứ ba, đo sáng điểm, spot metering, tức là đo sáng điểm, nó chiếm cái diện tích rất là nhỏ, từ 1 đến 2, 3% của toàn khung thôi. Thì đo sáng điểm, thì đó là ba cái chế độ cơ bản của tất cả các máy ảnh. Ngoài ra thì có các cái chế độ nhỏ nhỏ họ làm thêm thì mình sẽ nói sau. Cũng cùng một cái khung hình, cùng một cái hoàn cảnh ánh sáng, tình trạng bối cảnh, tình huống ánh sáng gì đó anh em hay dùng đó, thì cùng một cái khung như vậy không thay đổi về ánh sáng, nhưng mà với ba chế độ đo sáng khác nhau thì nó sẽ cho chúng ta cái độ hài hòa về cái độ chám mà máy ảnh nó tính đó sẽ khác nhau. Anh em thấy là nói đến đo sáng là chúng ta nói đến diện tích, một cái diện tích nào đó. Đó, thì khi mà nói đến matrix metering có nghĩa là đo sáng toàn khung, một cái diện tích nó phủ đầy cả một cái khung hình như vậy. Chúng ta ngắm vào trong ống ngắm thì chúng ta thấy rất là nhiều điểm đo sáng khác nhau và tính ra một cái độ hài hòa trung bình. Bây giờ đến cái thứ hai là đo sáng trung tâm, là center metering. Đo sáng trung tâm là sao? Thì đó cũng là một cái diện tích, thì cái đo sáng trung tâm nó chiếm khoảng 60% ở trong cái vùng trung tâm ảnh thôi, không phải là toàn khung như khi nãy nữa. Thì khi máy ảnh đo sáng một cái diện tích ở trong cái vùng trung tâm giữa ảnh như vậy thì nó không quan tâm đến các cái vùng khác xung quanh. Như vậy là cái vùng đo sáng này nó sẽ cảm nhận được cái cường độ sáng tối như thế nào á, các cái vật thể bên trong này thôi, và nó đo xong nó tính ra một cái thời sáng tối ưu theo như là nó tính dựa vào các cái vật thể chi tiết ở trong vùng trung tâm thôi, còn bên ngoài nó không quan tâm. Cho nên là có thể ở đây nó đúng sáng theo máy ảnh nó tính, ở ngoài đây có thể là quá tối hoặc là quá sáng, thì đó là tại vì nó chỉ quan tâm vùng trung tâm thôi. Rồi thứ ba anh em thấy chúng ta chuyển xuống spot metering,
Thì cái chế độ đo sáng này, đo sáng chúng ta hay gọi là đo sáng điểm, có nghĩa là một cái diện tích rất là nhỏ, nó chiếm 1-2% hoặc 3% của toàn cái khung thôi, một cái đo điểm nào thôi. Thì cái điểm này nó cũng nằm ở trung tâm, nhưng mà nhiều máy in số ngày hôm nay chúng ta có thể dịch chuyển cái điểm đó, nó chạy khắp nơi ở trên cái khung hình, nhưng mà nó chỉ là một cái diện tích nhỏ thôi. Thì lúc đó máy ảnh nó cũng sẽ nhận nó một cái lượng sáng ngay cái điểm phản chiếu vào bên trong đó thôi, nó đo ngay cái điểm đó và nó không quan tâm ở các cái vùng khác. Như vậy thì lúc đó nó đưa ra một cái thời chụp là ở chỗ tốc độ khẩu độ đó, với cái mà nó đo được ở cái điểm đó mà thôi, còn xung quanh này nó không có tính, nó không có quan tâm nữa. Bây giờ ví dụ như ở đây mình thấy ở đây có một cái bao da màu sẫm tối và đây là một cái nón vải trắng đó, để nó có chênh lệch sáng tối trong một cái khung hình. Thì bây giờ mình sẽ chọn từng cái chế độ để anh em thấy là nó đo sáng và nó đưa ra cái kết quả thời sáng trên cái khung ảnh nó khác nhau như thế nào. Ở đây anh em thấy là mình bắt đầu thử bằng cái chế độ đo sáng điểm đi ha, đo sáng điểm trước. Bây giờ đo sáng điểm có nghĩa là nó chỉ đo một cái điểm nhỏ trong khung thôi. Đó, ví dụ bây giờ mình đo sáng ngay cái vùng tối của cái bao da, thì anh em thấy là cái nón trắng nó sẽ trắng tinh luôn, nó không quan tâm đến cái nón, nó không cần biết là cái nón phải đủ sáng hài hòa gì hết. Đó, ngược lại mình đo sáng vô trong cái nón, đó, đo sáng vô nón là ánh sáng nó nhiều hơn. Đó, thì cái vật thể da tối kia nó sẽ đen thui luôn. Đó, đó anh em thấy không? Rồi ngược lại để anh em dễ thấy. Đó, khi mà chúng ta cần một cái mức độ đo sáng chính xác và một cái diện tích nhỏ thì chúng ta chọn cái chế độ đo sáng điểm. Ví dụ như khi chúng ta chụp chân dung một cái mẫu nữ, chúng ta muốn cái máy đo sáng đúng theo cái phản sáng ở trên mặt của mẫu, thì chúng ta chọn đo sáng điểm, đo sáng trên cái khuôn mặt của mẫu đó. Hay là chúng ta muốn chụp sản phẩm, những cái vật thể nhỏ mà chúng ta muốn chính xác vào trong cái điểm nhỏ đó, nó không bị ảnh hưởng bởi các cái vùng sáng hay là quá hay là vùng tối quá ở xung quanh, thì chúng ta chọn cái chế độ đo sáng điểm. Đo sáng điểm này chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái chi tiết mà chúng ta cần độ mức độ đo sáng chính xác, nhất là các cái hoàn cảnh mà ngược sáng mạnh á, các cái bối cảnh ánh sáng mà nó có sự chênh lệch ánh sáng, các cái vùng ánh sáng nó chênh lệch, thì chúng ta chọn cái chế độ đo sáng điểm này nó sẽ đạt hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta thử cái chế độ đo sáng trung tâm để coi thử nó khác cái đo sáng điểm nãy như thế nào. Ở đây là mình để cái chế độ B tự động cho máy nó tự đo sáng và đưa ra một cái thời sáng về vô tốc độ khẩu độ. Thì ở đây EV là bằng 0, không có cộng trừ bù trừ EV gì hết. Thì anh em thấy là khi mà đo sáng các cái vật thể nằm ở vùng trung tâm, tức là cái diện tích nó khoảng chừng 50% hoặc là 60% gì đó cái vùng trung tâm của ảnh, thì các cái vật thể nằm ở vùng trung tâm là nó như nhau, nó sẽ đo sáng như nhau. Ví dụ như ở đây là vừa là cái nón vừa là cái bao da, thì mình có cả hai cái nằm chung trong một cái diện tích trung tâm thì nó sẽ giống nhau về cái lượng sáng tối, đó, tương phản sáng tối. Đây anh em thấy không, bây giờ mình chuyển qua cái nón là vùng trắng thì nó cũng vậy, mà chuyển qua cái nếu mà cùng khung như vậy, bây giờ mình dịch chuyển qua đây cũng vậy. Đó, cái nón nó cũng không bị cháy trắng như khi nãy, mà cái bây giờ chuyển qua cái nón trắng thì cái bao da nó cũng không bị tối đen như hồi nãy mình đo sáng điểm. Đó, bây giờ anh em muốn phân biệt lại ha, để dễ thấy nha, mình chuyển lại đo sáng điểm này hồi nãy nè. Đó, nếu mà đo sáng vô cái nón là cái bao da nó tối thui, còn nếu mà đo sáng cái đó, chụp cái cho anh quay phim, thì cái nón nó sẽ bị cháy trắng đi. Đó là đo sáng điểm. Rồi quay ngược lại cái đo sáng vùng trung tâm, tức là cái diện tích đo sáng nó rộng hơn, thì chúng ta thấy các cái vật thể mà nằm trong cái vùng trung tâm của nó là đo sáng là gần như nhau. Đó, như vậy thì anh em thấy là cái chế độ đo sáng trung tâm này sử dụng hiệu quả khi nào? Hiệu quả khi mà chúng ta cần chụp một cái diện tích nó lớn hơn là cái điểm như khi nãy, vùng trung tâm, giống như là cả một cái khuôn mặt của mẫu chẳng hạn, hay là một cái vật thể lớn mà xung quanh có thể là ánh sáng chênh lệch với lại cái vật thể mà chúng ta chụp, hay là mặt mẫu mà xung quanh này nó sáng quá hay chỗ này nó tối quá gì đó, thì chúng ta đo ở vùng trung tâm như vậy. Và nó sẽ hiệu quả khi mà chúng ta chụp những cái đối tượng, cái vật thể mà nằm ở trong cái trung tâm của ảnh. Đó, nó nằm ngay góc ảnh, thì tại vì đo sáng vùng trung tâm mà, cho nên là
ưu tiên cho các cái đối tượng mà nằm ở trung tâm, và chúng ta cũng không muốn các cái vùng chênh lệch bên ngoài xung quanh rìa nó ảnh hưởng đến cái việc đo sáng chúng ta vùng tâm, chụp mẫu, chụp vật thể, hay là chúng ta hạn chế chụp những cái nó không ở, nằm ở trung tâm. Bây giờ đến cái thứ ba là cái matrix metering, tức là đo sáng ma trận, đo sáng toàn khung đó. Rồi bây giờ chúng ta thử ở đây chúng cũng là cái cảnh đó thôi. Chúng ta thấy là máy ảnh nó sẽ có rất là nhiều điểm đo sáng ở từng vùng khác nhau, sáng tối cũng khác nhau, và máy ảnh nó sẽ tính trung bình ra. Cho nên là bây giờ chúng ta có thể đo ở khắp mọi nơi ở trong cùng một cái khung như vậy thì nó cũng như nhau thôi. Và cái cơ chế đo sáng này, khi máy ảnh đo sáng toàn khung như vậy thì nó tính ra trung bình, thành ra là nó ra một cái thời sáng ISO tốc độ khẩu độ nó phù hợp để tạo ra cả một cái khung nó hài hòa. Thì cái chế độ đo sáng ma trận, tức là đo sáng vùng tâm này sẽ hiệu quả khi nào chúng ta cần cả một cái khung hình nó hài hòa. Ví dụ chúng ta đi chụp phong cảnh, chụp một cảnh sinh hoạt, hay là một cái bối cảnh mà có rất là nhiều cái đối tượng, nhiều cái chi tiết ảnh khác nhau, tối sáng khác nhau, và chúng ta ưu tiên cho cái việc là hài hòa cả cái khung đó, ánh sáng nó hài hòa cả cái khung. Còn một cái nữa là khi máy nó đo như vậy là đúng theo cái tính toán của máy thôi. Ví dụ như ở đây mình đo sáng vô cái nón để lấy cái đúng sáng ở chỗ cái nón, là đây là đo sáng điểm, cho nên là nó sẽ không quan tâm đến cái túi da bên kia. Túi da bên kia có thể là rất là tối thui luôn ha. Đó. Nhưng mà mình muốn là đo sáng ở cái nón, nhưng mà đo sáng cái nón, nhưng mà mình muốn trong cái bức ảnh này mình muốn là nó tối hơn nữa, thì chúng ta vẫn có thể cộng thêm hay là giảm đi bằng cái bù trừ EV ở trên này để chúng ta theo như đúng cái ý của mình hơn. Ví dụ như ở đây mình muốn đo sáng vô cái nón, đang chụp như vậy thì đo sáng vô cái nón, hay là ở chế độ chụp trung tâm cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình chụp vậy, nhưng mà mình muốn, đây là máy nó đo rồi, nhưng mình muốn trong một cái bối cảnh, ví dụ đi chụp event đây, tức là có chỗ sáng, chỗ tối nó rất là phức tạp, và đèn của cái phòng nó cũng phức tạp nữa, lúc thì đèn bên góc, lúc thì đèn chiếu thẳng vào cái người đang phát biểu, thì mình nhìn thấy như vậy thì toàn cái khung đó lúc nào nó cũng bị thiếu đi một khẩu, thì lúc đó mình sẽ cộng lên. Máy nó cũng tính, nhiều khi cũng tính sai do ảnh hưởng của các nguồn sáng phức tạp, nó tính sai đi, thì chúng ta sẽ dùng cái cộng trừ EV để chúng ta cân lại cho nó đúng cái ý của mình hơn. Rồi bây giờ ngày nay là cái máy ảnh số mà anh em đang cầm nó rất là thông minh, nó cái hệ thống đo sáng của nó cực kỳ thông minh. Nhiều khi chúng ta chọn sai chế độ thì với một số bối cảnh nào đó chúng ta vẫn có thể có cái ảnh nó đúng cái ý của mình cũng hài lòng. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng chọn cái chế độ đo sáng tùy theo từng cái hoàn cảnh, từng phù hợp với từng cái chế độ, ví dụ như là khi nào thì chúng ta đo sáng toàn khung, ví dụ toàn cảnh, đại cảnh, phong cảnh hay là gì đó, cảnh rộng, nhiều đối tượng khác nhau, hay là khi chúng ta cần ưu tiên cho một cái vùng đo sáng chính xác, một cái diện tích, hay là chúng ta cần đo sáng chính xác ở một cái điểm nào đó với một cái vật thể hay con người hay chân dung gì đó, thì chúng ta chọn đúng cái chế độ đo sáng nó phù hợp, nó đưa ra cái thời sáng là cái sự phối hợp của tốc độ và tốc độ mặt trập và cái khẩu độ ống kính nó phù hợp, nó đúng, thì chúng ta sẽ có được cái bức ảnh nó có cái lượng ánh sáng hài hòa, nó đúng ý của mình hơn, ảnh chúng ta sẽ về mình hậu kỳ hay mình chỉnh sửa nó cũng dễ dàng hơn đó. Rồi xin chúc anh em sử dụng thực tập cái chế độ đo sáng này nhiều, chúng ta chụp thật nhiều và chúng ta quen dần, nhạy cảm dần với các cái dải sáng, ánh sáng bên ngoài, chúng ta có cái điều chỉnh máy ảnh cho nó phù hợp. Cảm ơn nha.